Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một con cái lai xin chữa nha các bạn. Cái tơ chữa 5 tháng rưỡi 3B nha các bạn. Chủ báo giá là 33 triệu. Đây, rúng chiền các bạn. 4 vú đều nha. Yếm nè các bạn thấy không? Yếm dày nha. Sấy tích nghiêm chỉnh. Xe lưng xe mặt nè, xe lưng xe mặt đồ nghiêm chỉnh hết tất cả nha các bạn. 33 triệu chữa 3B 5 tháng rưỡi. Đây. Xe lưng này các bạn. Đó. Đỏ mặt nha các bạn. Đỏ mặt, tơ đỏ mặt nha. Tơ đỏ mặt. Đó. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với anh. Một chút nữa mình sẽ comment số điện thoại chủ trên video nha các bạn. Chân nè, móng sò nghiêm chỉnh nè các bạn thấy không? Cậy đuôi cũng lớn nè, yếm dày, rúng chiền, chân kiền khú, chân trước chân sau kiền khú hết tất cả nha các bạn. 33 triệu, gu bật luôn. Đây là mình quay cận cảnh luôn. Bò cao 1m27 bò nha các bạn. Tơ cao 1m27 bò, bò này chuẩn bò luôn nha các bạn. Với độ cao này là chuẩn bò nha. Rúng chiền, yếm dày. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp nha các bạn. Đỏ mặt luôn, không lan không đốm chỗ nào hết tất cả nha các bạn. Một màu đỏ mặt nha. Đòn có đòn dốc nha các bạn. Rúng chiền, chiền từ rúng sau tới yếm trước các bạn thấy không. Chân móng sò nè, chân móng hoàn thiện, đuôi dài quá đắt luôn các bạn thấy không. U bật bò này lưng đôi nha các bạn. Bò này chuẩn bò cái luôn, lưng đôi. 5 tháng rưỡi 3B 33 triệu. Đấy, cày đuôi các bạn thấy không, cày đuôi rất lớn nha. Cày đuôi bự, rất bự các bạn, bằng bàn tay luôn. Chân móng các bạn không, linh hoạt, kiền khú hết tất cả các bạn. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh con bò này lại một lần nữa cho các bạn xem kỹ hơn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đăng ký, nhấn chuông để nhận những thông báo video mới nhất của mình. Để mình có thêm động lực làm nhiều video mới tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.